Hải mùa thứ 5. Chương trình Khách Thính Kinh Hải mùa thứ 5 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quốc thực hiện với sự tài trợ độc quyền của tập đoàn điện tử Asanjo, đỉnh cao công nghệ Nhật Bản. Quy chế của chương trình Khách Thính Kinh Hải rất đơn giản. Lần lượt thí sinh sẽ bước ra sân khấu và chinh phục nụ cười của hai danh hài. Trải qua 5 vòng thi đấu với số tiền thưởng sẽ tăng dần lên và tiền thưởng chính là vòng 5 trị giá 100 triệu đồng. Và quý vị ngay bây giờ hãy cùng nhau chào đón hai vị danh hài vô cùng quen thuộc, dễ thương, đẹp trai. Đầu tiên đó chính là danh hài Trấn Thành. Danh hài Trương Giang. Và thưa quý vị, đây là bàn làm việc của Huy. Đầu tiên là hai màn hình rất là lớn để bắt cận mặt của hai danh hài để xem họ nở nụ cười khi nào. Và đây là ba chiếc nút. Đầu tiên là nút màu xanh lá cây, báo hiệu các bạn có 60 giây chinh phục nụ cười của hai danh hài. Nút thứ hai, nút màu đỏ, các bạn là người chiến thắng mang về phần thưởng. Và nút cuối cùng, nút màu xanh dương, các bạn đã hết thời gian và thất bại. Ngay bây giờ hãy chờ xem người chơi đầu tiên liệu có chinh phục được nụ cười của hai danh hài hay không. Chúng ta hãy đến với thí sinh đầu tiên. Chào anh Giang. Chào anh Huy và chào quý vị khán giả ạ. Em tên là gì? Em tên là Minh Luân, năm nay em 20 tuổi. Minh Luân hả? Dạ. 20 tuổi. Trời ơi, thế lực nào mang em tới đây? Quả địa cầu, có bốn đại dương. Đang làm gì con? Dạ. Đang làm gì? Dạ đang làm người mẫu ảnh nè. Cái miệng gọn ha. Chím chím cười được đó. Trời ơi, mặt như bé Xuân Mai vậy đó. Trời ơi, mắc cỡ kìa thế dạ. Thế, thế hả? Anh gung quá. Gung hả? Hồi nãy giờ giống ai ta, cái khuôn mặt giống ai nè, hình như giống một kiên quỳ. Không. Đâu. Bước xuống. Hai em bước xuống đây. Không phải. Để em bước nhìn xuống. Cho. Xuống. Y chang. Cười cái coi nè, hai đứa cười cái coi nè, cười. Ủa sao cao quá vậy? Giáo. Cao á. Em cao biết bao nhiêu hả? Dạ 1m88. 88 hả? Có không? Dữ vậy. Dạ 1m88. Nguyên cao mấy? Dạ 1m. Thôi. Không, hỏi thiệt, hỏi thiệt. 1m75. 75, 88 sao đâu có đâu tới nổi. Em cao cả 1m8 là cùng. Không, hơn. Hơn 1m8. Chắc 83 với 88 vậy. Quy. Đứng trên hùng cái lấy lên tinh thần. Em hôn anh Quy cái chịu không? Thời gian mình chuẩn bị bắt đầu nha bạn ơi. Cố lên. Cho em hát một bài được không ạ? Ca đi. Em gung với em cao một bài được không? Ca 2, 3, vô. Gung 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 qua. Gung 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 qua. Hey, hết rồi. Trời ơi. Em à. Em. Trời ơi. Thi đi. Cho em lấy lầu cụ nha. Lấy rồi. Trời ơi. Nết na gì thôi, muốn gì nữa. Mà thả cái thao ra kìa. Trời ơi. Trời ơi thiệt. Trời ơi. Gung quá. Sẵn sàng chưa ạ? Thời gian 60 giây bắt đầu. Hôm nay về nhà chồng á, nhưng mới giặt đồ. Giặt đồ sao? Hả? Nhưng mới về nhà chồng giặt đồ. Dễ dàng á, hôm nay về nhà chồng là con gái phải đắm đen, là con gái phải biết giặt đồ. Ý có nước rồi. Ý hết nước rồi. Mẹ còn dặn á là con gái phải xinh, ai không xinh thì cái mặt như cái bánh ninh, là con gái phải điệu, ai không điệu xấu ghét chịu. Ý có nước rồi. Có nước rồi là muốn nghĩ sao nghĩ ha? Vì sao có nước là mình tự nghĩ ha? Không biết.
Nước đâu ra, ý hỏi nước đâu ra. Niềm tin mãnh liệt. Để dòng tiếp theo. À, rồi rồi. Biết lại nhảy ai không? Làm cách gì đó. Nhưng mà nói không giống. Cái giọng nói không có giống. Dạ hôm nay em bị cảm. Bị cảm nói mới ra giọng bả đó. Cái giọng bả nói cả đời giọng mũi không à. Lên cái video. Chồng kêu ai cũng điều hướng anh chịu. Để cái môi phía vậy nè. Cái giọng bả càng tí nữa. Thi tiếp hay ngừng lại ạ? À? Dạ anh thi tiếp ạ. À. Có tiền rồi. 2 triệu rồi. Có nước rồi. Coi chừng mất 2 triệu. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ý có nước rồi. Ý hết nước rồi. Nhảy vô. Là con gái, mẹ dặn là con gái ngủ phải ngay, chồng nó mới phê. Là con gái cứ thiếu nợ, chồng nó mới sợ. Ý là có nước rồi. Nước chồng ta thao thao thần kỳ thì niềm tin. Bởi nhân gian người ta có câu điệu chảy nước. Nãy giờ chảy nước qua trời mà vẫn chưa giặt xong thao đồ là cũng là lớn hơn nè. Mười triệu giải thích thông minh được, giải thích thông minh được. Chẹo cái này cũng lạ lắm à nghe. Em ơi. Dạ. Ở nhà hiện giờ đang làm gì? Dạ hiện tại đi là chụp hình quảng cáo sản phẩm livestream. Rồi có bán được không? Dạ ế đi. Trời ơi ở đâu mà cưng quá trời. Bộ đồ này ai mua cho, ai sắm cho bộ đồ vậy? Dạ, dạ mẹ sắm. Có người yêu chưa? Dạ, em đang làm gì có người yêu. Em đang còn sợ ế đây này. Ế đây này. Bé ơi, bạn bè anh gấp lắm. Hiện nay đó, thì em rất là có duyên. Thấy không? Nhưng mà quan trọng là nãy giờ mình làm hai cái này nó một e rồi. Anh không biết là cái tuần thứ ba em có làm cái này nữa hay không? Thứ ba là em có làm cái, nhưng mà dòng thứ cái tiết mục chưa có chuẩn bị âm thanh kỹ á nên dừng lại đúng không? Chắc em dừng lại. Rồi, dừng lại. Vui lắm nhưng mà em chỉnh thời chuẩn bị âm thanh không có được. Thế mà dừng lại rồi mình diễn tặng đi. Dạ dạ dạ. Đây là thân tặng ha. Dạ dạ dạ, em đi dẹp này cái nha. Ừ. Trời ơi, cương lắm luôn thiệt á. Em là con gái chắc đẹp lắm á. Có bao giờ nghĩ mình là con gái chưa? Bậy. Sao? Dạ, tự nhiên em khát nước quá à. Hết vòng này phải lấy hơi cao là cao luôn. Có nước rồi kìa. Kẹo uống nước đi. Trời ơi cưng quá à. Trời ơi. Hiện tại là vẫn còn độc thân phải không? Dạ. Thành cũng sẽ có một vài cái mối giới thiệu. Có. Nha. Anh bạn anh Đức quẩn lắm. Ưng không? Em cũng rất là thích anh Đức à. Thích lắm ạ. Dạ. Thích sao vậy? Thích cái chỗ nào nói anh nghe coi rồi anh gả cho nè. Thích kiểu mà... Em thích cái dạng rộ rộ vậy đó phải không? Cái gu của em là rộ rộ hả? Dạ. Hay sao? Đến cái mặt hơi trắng trắng một xíu á. Thích mặt trắng trắng hả? Trắng trắng là bắp. Đứt là cái trắng, đứt là cái kem trộn với trắng. Bắp chịu không? Bắp chịu không? Bắp đằng. Thôi, mình diễn tặng nha. Mình đang quẩn. Im đi. Đây đang gã. Bắp đang quẩn. Nhưng mà em không hết, em chỉ thích anh Đức thôi. Thấy không? Chết rồi, Đức giờ có giá quá rồi, giờ làm sao? Thời tới cảm nổi. Nhưng mà tại sao mà giữa một cái người như bắp đẹp trai như vậy mà em từ chối, mà em chọn anh Đức cho anh biết cái lý do, cái tại sao kỳ vậy? Tại cái ru của em cũng gỗ gỗ á. Nếu mà em chuẩn bị đầy đủ á là em sẽ chơi tới cùng để em có tiền để mở cái spa để mỗi ngày được nặng mụn cho anh Đức à. Hay quá. Nếu thật sự em yêu thích gương mặt rõ và muốn nặng mụn thì anh giới thiệu anh Nhật Cường cho. Nhật Cường.
Chịu không? Thôi em chịu anh Đức mà thôi. Anh Đức thôi, anh Đức được. Chắc phải điện Đức quá, anh Đức chứ nó mừng lắm em. Bác anh cho số điện thoại Đức điện ha. Khoái, chậm đọc khoái. Vậy là diễn tặng thôi nha. Rồi. Diễn tặng, diễn tặng. Okay. Rồi. Được, cứ cho luôn tiền đó. Bấm giờ cho cảm giác thiệt nè. 60 giây bắt đầu. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ kể cho mọi người một cái chuyện hết sức là buồn. Buồn ơi là buồn, buồn ơi là buồn. Em đi trong một khu vườn nọ, em đi tung tăng, tung tăng, tung tăng. À, như cái cành kề. Để em tháo cái cành kề ra, em đi tiếp, em đi tung tăng, tung tăng, tung tăng. Ở đâu đó dép bài ra. Đôi dép của ai mà đẹp quá vậy? Hả? Đôi dép này là của ai? Của ai? Của ai? Cái này mà em mới lòng tiếng vô, hôm nay em muốn chuẩn bị anh Thành. Lòng tiếng gì? Ví dụ, lòng tiếng của gì? Của anh Đức. Của anh Đức xong rồi em mới nói là không có tin, không có tin, không có tin. Giờ mới lòng tiếng nhạc của anh Đức vô. Xin gờ của anh Đức. Tin 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 hay gì mà không diễn? Tại không có làm effect được. Tại sao có đi thi lấy tiền triệu mà không làm được một bài nhạc? Dạ không có thời gian để cắt, không biết trong không biết thời gian nó làm cái gì mà không có. Không biết cắt ghép hả? Ra ngoài tiệm. Trời ơi, một tài năng tại sao lại bỏ lỡ cái cơ hội này? Đâu phải ai cũng có em. Không một cái người nào bận được cái bộ đồ em đang bận. Đủ can đảm rồi. Thiệt. Mà bây giờ có một bài nhạc mà bỏ 20 triệu, bỏ ra có 200 ngàn làm nhạc không bỏ. Gớt nước mắt. Thôi. Xin mời giải thưởng 10 triệu ạ. Xin mời thí sinh kế tiếp. Rồi giới thiệu đi. Dạ em chào anh Trường Giang, chào anh Tấn Thành, chào anh Ngô Kim Quy và tất cả khán giả có mặt trong văn phòng ngày hôm nay. Em tên Ben Ben. Em là Ruben. Dạ còn em là Khương Nguyên. Thấy em tên để tên của em vậy thôi chứ thực sự người thi chính là anh này. Tại vì nãy anh nói với em là sợ để tên anh rung quá anh đánh đàn không được. Rồi bạn giữ tên gì? Dạ em tên là Ruben. Ruben. Dạ Ruben. Ruben. À. Dạ. Rồi thi. Dạ. Cho tiền lấy đồng cụ, lấy đồng cụ. Rồi. Sẵn sàng ạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Và để mở đầu chương trình, tụi em xin trình diễn một ca khúc sôi động. Vô nha. 2 3. Cái ông cười là phải dập dồn, dập liền, đẩy vô đoạn nó knock out liền. Cưng. Chúc mừng các bạn được 2 triệu đồng. Em ca đừng lo lắng, là anh không có lo lắng gì cho em luôn á. Giờ mình diễn lại mình tháo nó bảo hiểm đi. Dạ thôi. Dạ đổi đó, dạ lưu Putin, dạ gai nha, chịu không? Chịu không? Hả? Chịu không? Đó dạ gai á. Thôi, dạ gai bỏ nó không hiểu á. Giờ em mới giật nhận ra hả? Dạ. Sao chịu có hy sinh dữ vậy cưng? Mình đội trưởng mình quánh đờn hay mà. Lỡ nó tán cái rồi khùng luôn rồi sao? Dạ không, giờ tán nhiều lắm chắc cũng... Trời ơi, tội nghiệp nhỏ. Hy sinh, tiết mục rất thông minh, thú vị, chịu. Rồi. Các bạn đang có trong tay 2 triệu đồng ạ. Mình thi tiếp hay ngừng lại? Dạ, thi tiếp ạ. Thi tiếp.
Thời gian 60 giây bắt đầu. Vô nha. 2, 3. Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà anh lỡ dành cho em. Giờ mây đen Quỳnh Thành báo giông tố đang dần kéo đến. Trời non hao hức đang đợi mưa. Sẽ sống em ngày xưa mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn lành. Nói chiến thuật đi cô. Và sau đây tụi em xin trình bày ca khúc mới của anh Ngô Kiến Bắp, xin được phép bắt đầu. Vô nha. 2, 3. Ba nén nhang này anh xin kính dâng lên. Bốn đất chiến thắng vang dội. Cái bài nào của tôi mà có ba nén nén nhang này dựng dựng lên đâu vậy mấy ông thợ? Ba nén ngược dầm. Trời ơi, chúc mừng bạn. Pháp, sao em qua cái dòng linh thiêng luôn vậy? 10 triệu đồng rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, thi tiếp hay ngừng lại? Dạ, tụi em đi tiếp. Thi tiếp. Dạ, y như cũ ha, là dạ. Y thế như cũ, không thay đổi. Dạ. Rồi, thời gian 60 giây bắt đầu. Ba nén nhang này em xin kính dâng lên. Anh linh thiêng, anh về phố đô gia đình. Và hôm nay em đứng trước nơi này, mang theo khăn tiếng anh về nơi xa. Hồi nãy cái cuối cùng phải nói, anh đã nói ra bao nhiêu lần rồi, cái gì người ta không cười là phải thay đổi chiến thuật liền. Thì cứ tiếp tiếp. Bạn không được, ví dụ tán phía trước mặt nó cái bóp là cười liền gì. Cái nóc ao tán như mặt nó phía trước mặt cái bóp mà tán nhẹ thôi để cho diễn hình thể. Tán là phải tán gọi là giữ nhịp, tán say mê theo âm nhạc chứ không phải là tán vô đầu người ta. Mới nói cái chạc xong làm sai bé. Tán hay. Lên tán thử coi. À. Đó, thử nha. Đường gian bên kia đi, đường gian bên kia đi. Gõ nhịp, 2-3 cái nhịp. Rồi. Thí sinh Trường Giang và Trấn Thành sẵn sàng. Thời gian 60 giây bắt đầu. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng bên nhau sao xa vời. Mình vẫn thương loài mèo kêu nhang. Văng cái đôi dép người ta luôn. Trời ơi. Ủa văng, em ơi, văng cái gì vậy? Em có cảm nhận được gì không? Dạ. Em vẫn ổn chứ? Dạ.
À, em giận ổn. À, tại vì anh tán bằng cả trái tim, anh tán văn của đôi dép rồi. Trời ơi, thôi chú không thì không ổn đâu. Trời ơi. Hiểu không? Làm cái gì người ta không cười hai ba lần, lần thứ ba là phải đổi rồi. Làm hài, hai cái là để nhử, cái thứ ba là phải thay đổi. Không ai mà làm quá ba lần một cái gì hết, tức quá. Cái này là tiết mục lạ đó. Thôi, đang bài nhạc tiễn đưa nhau vô nào. Lần cuối ta tiễn nhau về. Cảm ơn các bạn ạ. Thí sinh tiếp theo. Chấm điểm số bằng Thành, chấm điểm số bằng Giang, chấm điểm số bằng On Smoke Khlai, Mo Pi Cambodia. À, người Cam hả? Dạ, em là thông dịch viên của bạn này. Dạ. Rồi, ban giám khảo có thể hỏi thì em sẽ thông dịch lại. Có lẽ là một lát bạn diễn hài bằng tiếng Cam. Đừng giải thích, đừng giải thích. Nói chung là bạn người nước ngoài. Dạ. Không, em rồi. Đi vô luôn đi. Được cái đó, vô đi, vô đi. Rồi, nói giờ vậy thôi, em là bạn diễn của bạn này. Dạ. Bạn quê ở đâu? Dạ, em là ba thì người Việt Nam, mẹ thì người Campuchia, nhưng mà gốc em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng, mà Sóc Trăng đâu nhiều cái thôn nó rồi không? Dạ, ở thành phố Phan Rang Olympic thì có. À, cái mặt cười như Bảo Thi vậy á. hôm bữa cười cũng bị anh quýnh hết lần rồi. Ủa, tôi quýnh hồi nào trời? Có không? Em nói tiếng Campuchia xong lát em lộ ra, xong cái anh lùa anh quýnh quá trời luôn, quýnh lắm. Tao quýnh yêu mà. Dạ. Làm gì diễn tả như tôi hành hình mấy người. Rồi thi. Thôi. Thi nào. Trời ơi. Rồi, sẵn sàng ạ. Cái đầm cưng ạ. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Trời ơi, sao bữa nay công viên vắng quá vậy nè. Nè, nó kia. Làm tăng nha. Anh nói là công viên không được tụ tập nha. Dạ, tăng đi. Mệt thiệt chứ. Em thấy tươi với em? Tươi không? Ngon không? Ngon. Thiệt không? Thiệt. Chắc cả anh sao? Chậu giá cũ. Thiệt không? Gọi cho con coi. Có nè. Nè. Ôi trời. Trời ăn sao em? Nè. Nói chung là có ý tưởng ha, là dở ra là bán đồ ăn rộng đúng không? Dạ. Xong cái anh ăn đừng kể diễn nữa đi, vòng hai. Dạ, ai mà kể. Các bạn ơi, nhưng mà bây giờ mình phải nói là mình thi tiếp hay ngừng lại ạ? Dạ, em thi tiếp anh ơi. Ôi, tiếp ở đây. thi tiếp. Dạ, xin mời chuẩn bị ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi ạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Dừng lại! Đâu rồi? Dừng lại! Đâu? Đâu rồi? Em mà có nhận cho anh chú không? Cái gì? Đâu rồi? Gì? Gì? Trời ơi! Làm gì? Bị gì? Ai? Lấy vợ ai? Không có! Sao thì giết? Dừng lại! Anh. Em có nhận chú không? Vô đây luôn! Vô đây! Vô đây! Được! Dừng lại! Bé! Ờ, có thấy cái thằng này giật vợ anh chạy ngang đây không? Thấy gì đâu trời? Có không? Không! Sáng giờ đứng đây có thấy gì đâu! Không thấy mà một hơi anh tìm được là chết cho anh nghe chưa? Vui quá! Đi! Đi! Mà có không? Bạn đi! Không có! Gái đậu cầu kì thấy ghê vậy? Anh! Anh! Đi rồi kìa! Hả? Trời ơi! Đoàn thiên thu đất gây chết rồi mà chết! Đây nè! Chống chết rồi em! Rồi, cảm ơn em nha! Cảm ơn em! Xong rồi đó hả? Dạ! Anh đang chết rồi, anh chỉ bộ thôi! Dạ. Ây da, đau bụng của em ơi, có tòa lét không em? Ở đâu nữa vậy cha nội? Đâu ra nhiều vậy? Trời đất ơi! Hết thời gian ạ! Em bổ trọng là phòng lạnh ha em? Dạ. Có gì hấp dẫn mà vô đóng quá trời hết người này tới người kia vậy?
Kỳ cục vậy. Thật ra cái ý này được. Nếu em diễn em phải rất là khéo léo. Cái sự duyên dáng và cái tình huống hợp lý nó sẽ làm cho người ta cười cái chi tiết này rất là nhiều. Nếu thật sự em biết diễn, em phải ra em tỏ ra một cái người mà thần thái uy quyền. Em cực kỳ hãnh diện với bộ đồ của em. Mà một lát mấy người này truy đuổi băng cướp thiệt, em đứng em chẳng biết làm gì cả. Cướp tới chạy qua chạy lại cái người kia trốn vô trong đó. Vì không còn đường trốn, em phải ngậm ngùi. Dạ không có ai anh. Cái gì vậy chị? Dạ không có. Dạ thằng kia nó có râu anh. Thí dụ vậy đúng không? Dạ em nhột. Dạ không không có. Dạ mày núp mày đừng có cà vô giò tao, tao ngứa. Thí dụ vậy. Cái gì đó nó nhẹ nhàng. Và cái tình huống người ta phải tin thiệt là có một cái băng cướp tới, em không dám nhúc nhích, thì cái người kia trốn nhờ vào trong đó. Có nghĩa là em bất khả kháng, thì người ta không cảm thấy nó phản cảm, chứ tự nhiên giờ chung vô như hi phòng lạnh như thế đóng được. Dạ. Ê thôi nói gì nữa. Hướng này xin mời thí sinh kế tiếp. Dạ con chào chú Trấn Thành, chào chú Dương Giang, dạ, em chào anh Huy. Dạ chào tất cả mọi người. Con tên là gì? Dạ con tên là Nguyễn Thị Thị Mỹ. Nguyễn Thị Thị Mỹ hả? Nguyễn Thị Mỹ. Mẹ con tên là Nguyễn Thị Nít Na đúng không? Bác tên mẹ, chị mẹ tên gì? Tên Kim Úc. Cái gì chị? Tên Kim Úc. Kim Úc. Kim Úc. Úc Úc, Úc cưng á. Kim Úc. Kim Úc dạ. Hai mẹ con chia hột nhau cho đều ha. Người nằm dưới người nằm trên chớp chớp. Quê mình ở đâu chị? Quê ở An Giang. Xa quá. Cho nên lên đây phải kiếm chút tiền về xe nha. Dạ. Dưới quê mình bận gì chị? Ở quê thì nội trợ bếp núc thiêu thùa giá mai. Em gái em đang đi học hay đi làm rồi? Dạ em làm vận động viên thể thao. Môn gì hả cưng? Dạ môn thể hình. Thể hình. Dạ. Tài lực lắm á. Không cười đi biết. Nhưng mà em chỉ biết nít nên tập không có cơ bắp nhiều. Đúng rồi. Vậy nó đẹp. Rồi. Thể hình là phải có cơ bắp chứ ta? Không cần, nhiều cái người ta tập là fitness thôi. À fitness hả? Rồi thi đi. Khoan trước khi thi cũng đến đây là thách thức Vinh Hà chúc cho chú Trấn Thành và chú Trần Giang được vui vẻ, trẻ mãi không già, lúc nào cũng tươi không cần phải tưới. Dạ. Ai giận? Rồi sao? Giờ sao? Giờ về. Con thi trước đi. Về về. Thì con thi trước mẹ đây hả sao? Dạ rồi. Vì giới thiệu đây chương trình thứ hai thì hai mẹ con diễn chung, nếu không được thì mẹ con đi về. À, chị ơi, em có một lời khuyên nho nhỏ thế này. Dạ. Dạ, hai mẹ con mình tới đây đường xa xa xôi rồi. Dạ. Không mấy là mình lấy tiết mục mà có hai mẹ con mình diễn đi. Dạ, để cho rồi. Nó an toàn. Thôi, đúng vậy rồi. Đi. Nha. Ừ. Gia đình đồng lòng thì việc gì cũng có thể làm được. Rồi. Vậy thôi bấm đi lập luôn. Đó, nhớ chưa? Hay mà bạn để tập trung. Nhớ để nhớ để nhớ. Dạ dạ. Không nhớ gì luôn. Mà sao không nhớ? Tại vì đi dắp vỏ té xuống người ta là tôi quên luôn. Rồi, sao vậy? Bắt đầu. Hãy nhìn kia, xưa An Ghi Dương mất nọ thần cho giặc biết. Quân Triệu Đà cứ bắt mấy trăm năm, lòng nhân lành ta quyết nặng hờn căm. Ta phải đánh để dành cho Giang Sang đất nước. Nói chung lên. Tưng 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 tưng. Ai cãi lệnh không tha chém đầu ngay tại chỗ. Lên tới chiền đốt chạy.
tăng 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 tăng. Tao nói mày sao? Tao nói ở nhà đi, kêu tao lên đây rồi làm cho tao mắc cỡ ở đây nè. Nó đánh mày cũng là vừa rồi đó, nghe không? Tăng 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 diễn sao rồi lên đây thi gì đó. Đó rồi nó rầy lên rầy xuống. Dạ phải không biết kệ lên đây tăng tăng luôn chứ biết sao vậy. Tăng đó. Nhờ cái tăng tăng mà tâm lý nhờ cái tăng tăng đó mà bên đây nó cũng tưng tưng luôn rồi nè. Tưng 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 đó đây nè. Cái chuyện vậy cũng dám làm. Trời ơi không nghĩ được luôn. Dạ chúc Đình chúc mừng cho Đình Minh đã nhận được 2 triệu đồng mà. Nhưng mà bây giờ thôi con ơi 2 triệu về xe được rồi con. Chịu về xe được rồi con ơi. Mẹ gung lắm. Sao mẹ bỏ con dưới đường vậy mẹ? Ý con sao? Ý con sao? Thôi vậy thôi con thử thách cái năng khiếu của con đi. Thôi bây giờ cho mày với mẹ con xíu vậy. Dạ vậy con thi tiếp hả? Thi tiếp lần không, rồi không, à. Bàn cái đi. Dạ, cho con bàn với mẹ con rồi, hai mẹ con bàn đi ạ. Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi. Dạ. Và bây giờ quyết định của hai mẹ con là gì? Quyết định rồi. Thôi về. Rồi về đây. 2 triệu đồng lên gặp mặt được chú Trần Giang với chú Thành là được rồi. Rồi tặng hai mẹ con đổ xăng về nha. Dạ. Cảm ơn gia đình ạ. Xin mời thí sinh Phi Long. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Chào chú Văn Hành, chú Trường Giang, chú Nguyễn Kiến Quy. Tiềm năng đó, mới ra thấy là ok đó nha. Con tên gì con? Dạ con tên Nguyễn Phi Long. Nguyễn Phi Long. Con mấy tuổi? Dạ hôm nay con 16 tuổi. 16 tuổi sao nhỏ xíu vậy? Con giống chú. Hả? Con giống chú ăn hoài không lớn. À con giống chú ăn hoài không lớn hả? Dạ. 16 tuổi hả? Hư cấu. Cái dòng này là khoảng 6 tuổi. Phi lý. Thôi kệ, mình tạm tin vậy. À, con ơi, bây giờ con có ai phụ diễn với con không hay là con diễn mình nên? Dạ con diễn mình nên. Rồi, sẵn sàng nha. Tự tin nha, hy vọng lắm á. Quê đâu? À quê. Dạ con quê An Giang. An Giang ha, mùa này đừng có An Giang nhiều ha. Chú chúc cho con đóng vai ba chú. Hai chú luôn á. À, nhưng mà chú ngồi đây hay lên? Dạ, chừng nào con à nói chung con gieo gì làm đó. Dạ. Rồi. Rồi, sẵn sàng nha. Nhớ canh thời gian 60 giây. Bắt đầu. Giang Thành. Trời ơi, hồi đó tí nuôi mày cao lắm mà sao bây giờ mày lùn như vậy? Rồi biết chắc luôn, mày cưới con hai ghi quân nó leo lên đầu lên cổ mày ngồi giết mày lớn không nổi đúng không? Thôi, tí con này bồi bổ cho mày nè. Táo, tí mới lấy dưới quê lên. Ăn con. À, ăn đi con. Hay quá tí. Nè con luôn, có con luôn. Cái này con chung. Dạ. Đúng rồi, ăn đi con, ăn nhiều vô. Đúng rồi, ăn. Đúng rồi, ngon không? Con. Ngon. Đúng rồi, cái táo này bà chín mới cúng cô hồn mà không có con cô hồn nào lấy ăn, tía lén cho mày ăn á. Chúc mừng em. Ủa, ở nhà bị leo đầu dữ lắm hả? Trời khán giả biết chưa vậy? Nè, nhẹ nhàng dễ chịu được. Bây giờ là bây giờ chú chỉ với con chút xíu. Cái diễn hài hồi nãy mà con phải diễn già chút xíu nữa là nói mấy câu, tại vì khi con hóa thân thành già là những cái câu đó mà chửi mấy đứa nhỏ là khán giả coi khán giả chịu lắm.
Còn khi mình mặc một đứa nhỏ mà mình diễn mà cái từ ngữ là chửi, mà cái nhân vật mình không già đi mà chửi người lớn là đâm ra là nó hổn. Nên hồi nãy mà cô chịu diễn dài chút xíu. Thành khỏe không con? Trời ơi lâu quá mẹ em gặp. Trời đất ơi sao bên đây lùng dữ vậy? Lấy giờ nó đè đầu lớn đâu có nổi hả con? Ví dụ vậy cô phải chịu diễn dài chút xíu thì những cái từ ngữ của nó ra nó sẽ duyên dáng hơn, thấy không? Dạ. Đâu thì diễn dài thử coi. Thành ừ khỏe không con? Đi đó. Đi vừa diễn gì đi coi, vừa diễn gì đi dài dài coi. Thành ơi mày khỏe không Thành? Qua bộ trẻ bình thường chứ già cái nó bị loãng xương liền. Lạ thiệt chứ. Dễ thương đó, ý tưởng là mọi thứ là ok rồi đó. Bây giờ là tiếp nè, bây giờ mình làm gì nữa không? Chàng trai trẻ, bạn có 2 triệu rồi đấy. Thi tiếp hay dừng lại nào? Dạ con thi tiếp. Thi tiếp. Dạ nha, dạ nha. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Dạ là nói phải chậm hơn trẻ nha. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Tí cũng ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, tí gần hết đất rồi. Mà tí nói cho mày nghe, mày nhớ hồi xưa mày kêu tí mua cái này cho mày không? Cái gần cái đám cưới của mày nè, mày bắt tí bán 2 cây chuối tí mua cho mày đó. Mày biết cái gì không? Cái gì tía? Con biết cái gì không? Cái miếng độn tăng chiều cao nè. Trời ơi, mày bắt tao chặt 2 cây chuối tao bán cho mày ha. Mày mua mày độn vô đôi giày mày mà mày vẫn lùn hơn con 2 ghi quân ha. Mày làm tí tốn 2 cây chuối, một lát gì tao cắt chuối mày tao bù vô 2 cây chuối tao nè. Gặp mưa rào cho nên dễ cười lắm. 10 triệu trong tay. Ôi màn dạo này thất bát quá. Ôi và cơn mưa tới mát tâm hồn. Con trai nói chung là được, những ý tưởng rất là thông minh. Cái mà chú Thành đánh giá cao của con là con diễn rất là chân thật. Đúng rồi. Con không có cố tình diễn và cái cách cái nhịp con rất là chắc nha. Mày biết cái gì không? Mày biết cái gì không? Nhá 2 nhịp xong, một cái cạch là để lên bàn liền, không có nhá cái nhịp thứ hai. Mày biết cái gì không? Cái gì tía? Con biết cái gì không? Cái miếng độn tăng chiều cao nè. Trời ơi mày bắt tao chặt 2 cây chuối tao bán cho mày ha. Cái đó là một trong những cái yếu tố cơ bản mà một diễn viên phải có, đó là tiết tấu. Khi con người mình có cái nhịp, có cái tiết tấu là con nói cái câu ra người ta chú ý con liền. Chịu. Lát có diễn già nữa không? Dạ có. Ba tổ chức cho mượn khăn rằn hay là cái nón ông già đi, cho mượn cây bút luôn. Con lên đây với ai? Dạ con lên với mẹ con. Mẹ con đâu? Dạ mẹ con ngồi ở ngoài, em nó đi theo cho nên họ lên đây không được, sợ nó khóc. À em nhỏ lắm hả? Dạ. Bây giờ là 16 tuổi có nghĩa là học lớp 10 đúng không? Dạ đúng. Trong lớp là con cao nhất phải không? Dạ con cao nhất luôn á, nhất trường luôn. Để ai nhất trường luôn hả? Trời ơi. Tại sao con mê hài? Dạ từ nhỏ con coi hài xong rồi con thấy nó vui chứ con không có đam mê, rồi từ năm lớp 6, lớp 7 cái con bắt đầu đam mê. Cái này thi là tự là con muốn thi hay là ba mẹ ủng hộ con thi? Dạ tự con đi thi, chừng nào đậu cách tiên con nói với ba mẹ con. Hay quá vậy ta. Ở trong trường á, ở trong trường có làm cho ai cười rồi chưa, có tham gia một cái hoạt động gì chưa? Dạ hồi lớp dạ lớp 8 với lớp 9 thì cái tiết mục văn nghệ hài đồ là con có tham gia. Và năm lớp 8 là con là người đi đầu trong cái mang hài vô trường học. Trời ơi ghê không? Đừng có giỡn nha. Bây giờ con có thi nữa hay là không? Dạ nữa. Khoan, suy nghĩ cho kỹ. Chắc nhà con đang có 10 triệu đó. Rớt một cái mất 10 triệu. Phong trào hài trường mình tan nát. Dạ thi tiếp. Thi tiếp luôn. Chú Giang chưa gì dành ước mơ của con nhỏ. Không sao. Chú Thành thấy rằng là hiện nay là con đang rất là tiềm năng. Và với cái câu trả lời của con nó cực kỳ bản lĩnh. Cái đam mê nhiều hơn tiền đúng không? Dạ. Ok. Rồi đây để chú bù phép cho con dễ diễn hơn nha. Đưa khăn rằn đây coi.
Đó, đưa đôi dép lên nè, lấy cái bút chì đây nè. Tức là những cái này nó sẽ gọi là hỗ trợ cho con. Dạ. Khi con nhìn vô, mọi người tin hơn và con cũng sẽ tự tin hơn. Chú Thành dễ cười hơn nha. Rồi con sẽ diễn hay hơn, kiếm tiền nhiều hơn, phong trào trường mình đi lên hơn. Nha. Đó. Quý lắm con, hiểu không? Con bây giờ giống như hạt kim cương giữa sa mạc, quý lắm. Nè, chú làm xong con phải diễn mắt cười nha. Long ơi. Dạ. Thầy cô mong con, bạn bè mong con. Trời ơi. Vinh hiển trở về nghe Long. Chào giống như đưa đi chiến trường quá vậy. Cái gì mà trói kìa. Sao thành bà Tám vậy con? Đợi xíu nha con. Dạ. Có bạn gái chưa? Dạ chưa. Hả? Dạ chưa. Lớp 10 mà chưa có, hồi xưa chú Huy lớp 9 là có rồi đó. Em sợ bị đè đầu cưới cổ chú Hạnh lớn không nổi. À, sợ bị đè đầu cưới cổ chú Hạnh lớn không nổi hả? Bây giờ ông lớn ghê luôn á. 16 tuổi. Rồi. Để ông cười chết. Tự nhiên cái đè nhỏ ra dẻ. Biết có quạ ra cái gì không? Chú con hỏi chú gì chú nhớ trả lời không? Con hỏi con gì chú nhớ trả lời con nói. Lát lên bắt đầu diễn thì con sẽ nói. Lát đi đầu quay hình thì nói câu đó. Rồi. Cứ chậm rãi thôi, chú Thành dễ cười lắm. Cứ chậm rãi. Tại con kịch bản mình nó có sẵn rồi. Hấp tấp làm gì nữa. Dạ. Nha, bệnh luôn hả? Dạ đâu có. Chú Giang chú lên đây đứng làm con. Bây giờ nè, con lấy cây roi mây ra con đập chú mới cười nè. Có ai có cây roi không? Con có dép không? Thiệt á hả? Dạ, định quýnh chú bằng dép mà chú Thành kêu quýnh roi mây tới. Mượn cây roi đi, cho nó vừa lòng. Cái gì cũng vậy, diễn phải thật à. Dạ. Quánh không đau không có vui đâu à. Trời ơi. Rồi, diễn. Hợp lý. Vị trí nha. Thấy không? Xây mặt qua đây chú. Thời gian 60 giây bắt đầu. Giang, tía có cho mày lấy con Nhã Phương không mà mày lấy. Chờ có nhiêu đó đây. Nguyên một mùa chờ có nhiêu đó thôi. Trời. Không bị đè đầu cưỡi cổ, bị ép dầu ép mỡ chứ không sao ốm dữ vậy con. Hả? Ai hà hiếp con không? Sao con ốm dữ vậy? Nhiêu rồi? Dạ 20 ạ. Thông minh, thời sự, bình tĩnh và cái mặt có duyên luôn. Chịu, dập tiếp lấy 40, khỏi nói nhiều. Hồi nãy giờ thấy cái mặt mình chưa? Dạ thấy rồi. Thấy ở đâu? Ủa dạ thấy cái gì chú? Con thấy cái mặt con sau khi quá trang chưa? Cho ai cho coi cái đi. Nè, cho mượn cái điện thoại nè, nhìn vô cái màn hình nè. Đó, thấy cái mặt mình chạy đi coi có cảm giác. Nhìn vô màn hình hỏi mày la vậy 2, 3. Hỏi thấy chưa? Hỏi đi, mày là ai vậy? Hỏi đi. Mày là ai vậy? Hello. Ta có chính kiến riêng của ta. Ta nhanh. Giờ tôi có đứng đây nữa không? Dạ có chứ, chưa có hành xong. Thi nữa hả? 20 triệu nha. Mất chắc không? Dạ chắc. Rồi thi tiếp. Giải thưởng kế tiếp sẽ là 40 triệu. Thời gian 60 giây bắt đầu. Tía nghe tin mày lấy nó, tía lật đật lên đây. Cái quần tao còn không mặc được mà tao sọt lộn cái quần của má mày nè. Giang ơi là Giang. Sao vậy con? Mày nói không nghe lời tía à?
bây giờ nè, con này con chim cánh cụt nè, mày nói tới coi con này con gì? Chim cánh cụt. Con này là con chó. Nói rõ con này con gì, nhanh hết thời gian mày. Chim cánh cụt. Con chó, hết thời gian tao. Con chó. Con chó rồi, bây giờ con này con gì? Nhanh đi, hết thời gian tao rớt 40 triệu mày. Con này con gì? Vợ. Con vợ hả? Bây giờ tao nói nó con heo. Nói rồi nó con gì? Chúc mừng, chúc mừng, 40 triệu đồng. Bây giờ kính thưa quý vị, là để phải nói thêm một điều nữa nè. Hồi nãy trong cái lúc mà vẽ mặt make up cho cháu á, thì cháu nói là: chú ơi, lát nữa mà con diễn á, chẳng phải con nói tới đó là chú phải nhớ nói theo con với. Tức là Trường Giang không biết sẽ nói câu này là kết cục hay con chó hả? Thì ý của cháu là hỗ trợ trong cái phần đó. Là tại nó định đưa cái hình ra là định kêu con đó con chó đó. Ý là đâu phải con hả? Dạ, đáng lẽ là nãy là con còn cái kia nữa mà gấp. Chứ đừng kể. Lát nó tính, có nghĩa là định làm vậy, nhưng mà cháu nó rất thông minh nha. Nó biết nếu mà nó sử dụng từ con chó nhiều khi phản cảm, tại qua con heo. Con chó, hết thời gian tao. Con chó. Con chó rồi, bây giờ con này con gì? Nhanh đi, hết thời gian tao rớt 40 triệu mày. Con này con gì? Vợ. Con vợ hả? Bây giờ tao nói nó con heo. Mày nói ra đó con gì? Rất thông minh. Nhưng mà trên cái đà là đà của con chó, rồi qua cái người phụ nữ lễ phép. Bây giờ chú đoán nha, con sẽ thi tiếp và người lên đây là chú Trấn Thành đúng không? Dạ con chi. Khoan, bạn trẻ ơi. Dạ. Thế này, suy nghĩ thật kỹ nha. Nãy giờ là 4 tiểu phẩm, hai anh hài đã cười, nhưng mà thời gian của con đang là 18 giây, nó rất là suýt sao. Con này có 40 triệu đồng, nếu con chấp nhận thi tiếp, rủi ro sẽ xảy ra, con sẽ mất 140 triệu. Nhưng nếu con thành công sẽ là 100 triệu và đêm gala. 16 tuổi hả? Dạ con 16 tuổi. 16 tuổi, người trẻ nhất chưa? Chưa, đâu, có gì bạn trẻ hơn. Nhưng là người lớn tuổi nhưng mà nhỏ nhất. Người ốm nhất. Ốm nhất. Cái này còn vui không? Còn dài không? Có cái miếng trước, cái miếng này dài không? Mà ngắn ngủn. Ý là con bóp lại con. Ý là trước cái miếng hồi nãy là còn miếng nữa đó. Nhưng mà giờ nó đâu diễn được nữa, kể luôn đi. Nếu mà không đủ dài thôi kể tặng mọi người đi. Là nãy định làm gì? Diễn lại ha. Con diễn thử. Lên nữa hả? Lên chứ. À, cái này diễn tặng đúng không con? Dạ. À. Là trước cái này đúng không? Hay là sao? Dạ trước cái này nữa mà nãy con quên lấy cái đó ra. À vậy sao bỏ đó vô sau cái cánh cụt đúng không? Rồi cầm cái chảo lên nè. Đây là con chó nè. À. Vô 2, 3. Thôi được, hỏi đi. Con đang thử, đang suy nghĩ coi có diễn hay không. À, đang suy nghĩ có nên diễn hay không hả? Khoan. Đúng rồi. Em nó muốn là nhiều khi chơi mà thắng được 100 triệu không biết đâu. Đúng. Nhưng rồi bây giờ phải là sự quyết định của con nha. Con phải trả lời là mình thi tiếp hay ngừng lại, hoặc ngừng lại và đây là diễn tặng. Thủy thoải mái luôn, chấp con luôn. Đang yêu thương giờ sủng ái. Hãy tính tới. Chú là người khó cười đúng không? Mà chú khuyên là tiếp luôn. Phải tiếp. Rồi, câu hỏi như thường lệ. Thi tiếp hay ngừng lại? Này bây giờ hiện tại là 40. Là 40 triệu là được vào đêm la ga rồi đó. Ga la chú. À ga la. Nghe nãy chữ vợ quá quéo à. Đưa tình huống không dám nói vậy. Bây giờ là con đã có 40 triệu chắc chắn trong tay, kèm theo là một tấm vé vào đêm gala. Nhưng bạn trẻ ơi, nếu chẳng may chọn nắm con thi rớt thì chúng ta mất 40 triệu thôi, không có gì phải đáng lo cả.
Thôi làm nhỏ quéo à. Nhưng mà nếu mà con thắng thì con được 100 triệu. Giờ sao nè? Giờ sao nè? Nào bạn trẻ ơi, đây là 40 triệu và sắp tới là 100 triệu. Thi tiếp hay ngừng lại? Dạ con ngừng lại. Dạ con ngừng lại. Tôi dừng lại. Tiếc quá. Dạ con muốn chắc ăn. Đúng rồi, về mình lấy ăn uống cho nó có sức khỏe vô gala mình. Con ơi, bộ ngoài cái con hồi nãy ra không còn con nào nữa hả? Dạ hết rồi. Trời ơi, sao chuẩn bị ít vậy con? Giới thiệu một tí về gia cảnh, dòng họ nhà mình xem. Dạ con ở Bình Đức Ba. Con đang học trường trung học Phổ thông Nguyễn Hiền. Khi vô học thầy cô có nói gì con không? Dạ vô học con im ru rồi con. Sao kỳ vậy? Con giống như lên sân khấu con mới. Mới là con? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nói chuyện nghe thấy thương không kìa. Cái máu nghệ sĩ lớn ơi là lớn. Con lớn lên con phải làm nghệ sĩ thôi. Cái máu như vậy là phải làm nghệ sĩ thôi. Nhưng tại sao trong lớp mình lại im? Không cùng đẳng cấp khó nói chuyện. Dạ như kiểu là bình thường mình cứ như bình thường thôi. Khi nào lên sân khấu thì mình mới đúng là mình. Để dành cái năng lượng đúng không? Có ai mà nói con vui tính cho con nghe chưa? Dạ nhiều. Ai? Mấy đứa bạn con từ nhỏ tới giờ. Con đi ra ngoài đường á, cách mà con giao tiếp, con nói chuyện, người ta có yêu thương con nhiều không? Con nói chuyện không có hỗn hào gì hết. Biết mà, nãy giờ ngoan lắm. Rồi khi mình làm một cái tiểu phẩm hay là một kịch bản trong cái trường mà lúc mà con nói con là người tiên phong đưa cái hài vô trong cái học đường của trường con á, thì con có phải là người leader không? Người dẫn đầu, là người nắm đội, mình là nhóm trưởng không? Dạ đúng rồi. Nhưng điều quan trọng, vô gala rồi 40 triệu thuộc về cậu, cậu bé 16 tuổi. Chúc mừng. Tiền thưởng 40 triệu đồng. Cái vé vô gala. Cái khăn này tặng con làm kỷ niệm nha. Ok chưa? Tặng có cái khăn. Tặng có cái khăn giữ về kỹ. Giữ kỹ nghe chưa? Tôi dép luôn chú. Lỡ đưa rồi con đi. Một bộ anh. Rồi tặng luôn đôi dép cái khăn luôn. Nãy còn cái nón nữa. Cái nón mất tiêu ha. Bớt tham. Cô đệ Hiền Quân. Trên bờ kênh ngã bảy mà con mẹ bảy năm xưa chẳng thấy ra chào. Em mới là cái người em quay lưng lại tất cả luôn á. Quay lưng lại với thực phẩm và cả âm nhạc. Em cũng bình thường á. Dạ. Cho dù là có quẹo phải hay không thì cuối cùng cũng phải quẹo phải. Đúng. Sơn sang. Đón xem tập 6 Thách thức danh hài mùa năm phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 21/11/2018 trên kênh HTV7. Và quý vị, như vậy tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chương trình Thách thức danh hài mùa thứ năm do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điền Quốc thực hiện với sự tài trợ độc quyền của tập đoàn điện tử Asanyo, đỉnh cao công nghệ Nhật Bản. Chương trình Thách thức danh hài mùa thứ năm được phát sóng định kỳ vào khung giờ quen thuộc, đó chính là 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau. Thằng của thật rồi đây, bạn dần là tài giỏi. Thằng của thật rồi đây, bạn dần lại hứa. Cùng thách thức tiếng cười.